Nhật ký 1436. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhường sâu xa. Ôi khiêm nhường, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa, trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mắt Chúa. Nhật ký 1437. Vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm lòng phó thác cho Thánh Ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận Thánh Ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao ghi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày. Không có gì có thể làm tôi ra khỏi trạng thái này, dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân. Nhật ký 1438. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bẻ bánh trong tinh thần với những người thân yêu, tuy xa cách nhưng rất thắm thiết với lòng tôi. Trước tiên, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lút niềm vui lớn lao vì thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi. Nhật ký 1439. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng, tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với Hiền Phụ trên trời. Vào lúc đó, tôi được hiểu biết hơn về ba ngôi Thiên Chúa, đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời, và sau hàng triệu năm đi nữa, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm. Ôi, lòng thương xót bao la của Chúa, người cho nhân loại được tham dự vào hạnh phúc thần linh của người cao sâu đến thế. Đồng thời, tâm hồn tôi cũng bị đâm thâu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này. Nhật ký 1440. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên Irene chúc tôi thế này: Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã. Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm, ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc. Mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thánh thiện. Ôi, Thiên Chúa tốt lành biết bao, vì không để tôi phải lầm lạc.
Tôi biết người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tương, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang, thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với những linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ.